Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng tôi mới cập nhật được tin từ tướng Thái Phan Đi của Campuchia cho biết sáng nay một số nhân vật ngoại giao Hoa Kỳ đã gặp ông để bàn thảo công việc và ông đã cung cấp cho họ toàn bộ bản mật ước Bắc Kinh cho họ hai bên chấp xếp vào một thời điểm thích hợp để ông có cơ hội bạch hóa nội dung của mật ước Bắc Kinh và sẽ điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ để mọi người hiểu rõ hơn về bản chất bên trong mối quan hệ chư hầu của Campuchia với Trung Quốc. Vì đây là vụ việc đi đêm rất nghiêm trọng của quốc vương và thủ tướng Hussein với Trung Quốc, nên phía Hoa Kỳ cần phải họp bàn kỹ càng trước khi đưa ra công luận thế giới hoặc là để chính phủ Hoa Kỳ đàm phán song phương với Trung Quốc và Campuchia. Đây là sự kiện lớn mang tầm quốc tế nên không thể cung cấp bừa bãi ra bên ngoài khi các bên chưa có sự thống nhất với nhau. Và về quan điểm của Campuchia có tiếp tục thực hiện mật ước Bắc Kinh hoặc sẽ hủy bỏ mật ước này sẽ gây ra những hậu quả khó lường trước cho Campuchia khi làm mất lòng ông chủ lớn Trung Quốc như thế nào. Việc này đòi hỏi những bước đi thận trọng tiếp theo để Hoa Kỳ thuyết phục và đảm bảo cho Campuchia. Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến vụ việc nghiêm trọng này vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi kinh tế chính trị của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á và thế giới. Nếu Campuchia thực hiện mật ước Bắc Kinh một cách triệt đệ, sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ mất kiểm soát trong mối quan hệ chiến lược với các nước này trong nhiều thập niên qua. Trước đây, các nước trong khối ASEAN như Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia luôn ủng hộ quan điểm, chính sách hướng đông của Hoa Kỳ, nhưng giờ khu vực được ví như ao nhà của Hoa Kỳ đã bị Trung Quốc đưa tàu bè vào chiếm đóng. Các đảo ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm và đạp biến thành đạo nhân tạo được bối đắp để thiết lập hệ thống quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Thái Lan là một ví dụ điển hình, các chính phủ dân chủ bị phe quân đội đảo chính rồi đưa người của mình điều hành chính phủ. Từ một nước tự do dân chủ giờ đây, Thái Lan đang trở thành một nước độc tài. Khi các đảng phái chính trị, hệ thống truyền thông và người biểu tình bị phe quân đội khống chế, từ năm 2014, Hoa Kỳ đã hủy bỏ tập trận hộ mang vàng với Thái Lan để phản đối chính quyền do quân đội dựng lên Kể từ khi cuộc tập trận mang tên Hổ Mang Vàng bắt đầu vào năm 1982 đến năm 2014 đã kết thúc sau 32 năm gắn bó Hoa Kỳ-Thái Lan, một đồng minh thân cận nữa là Philippines cũng tuyên bố đi đêm với Trung Quốc bằng việc thảo thuận khai thác dầu khí ngoài Biển Đông theo tỷ lệ ăn chia 40-60. Nghiêm trọng nhất là Campuchia luôn thể hiện đúng nghĩa làm trừ hầu cho Bắc Kinh khi liên tục phản đối khối ASEAN ra tuyên bố chung và luôn ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông. Sự việc được đẩy lên cao trào và sự kiện quốc vương và thủ tướng Hun đã ký mật ước Bắc Kinh để tạo điều kiện cho Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự và tự biến mình thành tiền đồn quân sự lớn nhất ở khu vực này. Campuchia tự biến mình thành bàn đạp cho Trung Quốc khống chế toàn bộ khối ASEAN và Biển Đông, con đường huyết mạch quan trọng nhất của Trung Quốc ra thế giới bên ngoài. Trung Quốc là nước có diện tích lớn hàng đầu thế giới với dân số 1,4 tỷ người. Nhưng với Hoa Kỳ thì Trung Quốc vẫn là một nước đói ăn khát dầu và lãnh thổ bị khóa trong lục địa Á Âu. Từ khi Mao Trạch Đông kiểm soát được Đại lục Trung Quốc vào năm 1949, ông đã nhiều lần tuyên bố Trung Quốc tuy là nước lớn nhưng lại bị khóa ở bên trong. Vì thế, ông đã nhiều lần đề nghị Việt Nam mở cho Trung Quốc một con đường ra thế giới bên ngoài. Con đường này chính là con đường hàng hải. Trung Quốc tận dụng triệt để thời cơ để cưỡng chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 và chiếm Gạc Ma vào năm 1988. Sau khi cưỡng chiếm được Trung Quốc đã không ngừng bồi đắp, cải tạo để biến các cục san hô và bãi đá tự nhiên thành tiền đồn quân sự vì phải mở cửa để ra bên ngoài nên con đường giao thương duy nhất để Trung Quốc buôn bán, làm ăn với thế giới. Vì thế, sau khi thiết lập được các căn cứ quân sự vững chắc ngoài Biển Đông, Trung Quốc đã công bố bản đồ chính đoạn này, hay còn gọi là đường lưỡi bò do Trung Quốc tự ý vẽ ra và tự nguyện tạo bằng chứng lịch sử Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ lâu đời. Trung Quốc dùng sức mạnh kinh tế và chính trị của mình buộc các nước trong khối ASEAN không có chủ quyền, quyền lợi ở Biển Đông để ủng hộ mình. Việt Nam là nước có chủ quyền, quyền tài phán trên Biển Đông, các khu vực mà Trung Quốc chiếm đóng thuộc vùng đặc quyền kinh tế chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam và Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền của mình trên Biển Đông. Campuchia là một nước nhỏ với dân số gần 17 triệu người tính đến đầu năm 2020. Đất nước này từng bị chế độ bom bốt do Trung Quốc hậu thuẫn dựng nên đã hàm hại chính dân tộc mình. Cuộc diệt chủng Campuchia là cuộc diệt chủng mà chế độ Khmer Đỏ do Pol bốt lãnh đạo thực hiện tại Campuchia từ giữa năm 1975 đến năm 1979. Đặc điểm kỳ dị của cuộc diệt trục này là thế lực nắm quyền thực hiện đối với chính dân tộc mình theo lý do ý thức hiện mắc lê. Các ước tính cho thấy có khoảng gần 3 triệu người đã mất mạng trong cuộc diệt chủng này. Vào năm 1978, chính Thủ tướng Hun Sen ngày nay đã phải chạy sang Việt Nam để nhờ cứu giúp. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam tiến vào lật đội chế độ 41 năm 1979, Hun Sen đã xin Việt Nam đóng quân ở lại Campuchia để giúp đỡ ông xây dựng chính phủ và tái thiết đất nước. Sau khi Campuchia được hồi sinh Việt Nam, đã quyết định rút quân vào năm 1989 và rút hoàn toàn vào năm 1993. Thủ tướng Hun Sen mỗi khi nhắc đến Việt Nam là ông rất cảm kích vì sự giúp đỡ của đội quân tình nguyện Việt Nam. Sau khi Thủ tướng Hun Sen củng cố quyền lực vững chắc về tay mình, giờ đây Campuchia là nước độc lập toàn vẹn lãnh thổ có mối quan hệ ngoại giao với hơn 200 nước trên thế giới. Ông đã quên mất người giúp ông khi hoàn nạn. Ông cảm ơn Việt Nam bằng việc hợp tác toàn diện với Trung Quốc để Trung Quốc xây dựng các căn cứ hải quân, lập các đặc khu cho Trung Quốc quản lý 99 năm. Toàn bộ cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, hệ thống giao thông của Campuchia do Trung Quốc thiết kế và xây dựng, các trường đào tạo sĩ quan công an và quân đội do Trung Quốc xây dựng và cự cán bộ của Trung Quốc sang đào tạo cho thanh niên Campuchia. Các hãng thông tin lớn như AFP, AP, Reuters và truyền thông Hoa Kỳ trong mấy năm vừa qua liên tục đăng tải hình ảnh về các căn cứ quân sự được xây dựng ở Campuchia, nhất là lạo phết cảng biển, để các tàu vận tải quân sự lớn của Trung Quốc có thể neo đậu. Sân bay quân sự được Trung Quốc xây dựng trong rừng sâu và nhất là các căn cứ quân sự nằm dọc biên giới Tây Nam của Việt Nam. Người Trung Quốc được phép tự do đến Campuchia mở sòng bạc và tự do buôn bán, còn người Campuchia muốn đến Trung Quốc thì phải xin cấp visa mới được quyền nhập cảnh vào Trung Quốc. Vụ việc mới đây khi tướng Thái Phan Nhi sang Hoa Kỳ xin tin nạn chính trị, cùng các tài liệu mật ước Bắc Kinh đã làm Thủ tướng Hussein mất án mất ngủ. Đêm qua, tại Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Nông Bình, người dân sinh sống cạnh đó đã chứng kiến quan chức Campuchia liên tục ra vào trong Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia. Theo một nguồn tin được tiết lộ cho tướng Thái Phan biết, hiện tại Thủ tướng Hun Sen đang rất căng thẳng, các bác sĩ Trung Quốc liên tục thay ca nhau 24 trên 24, họ ở bên cạnh ông để khám chữa bệnh đề phòng bất chắc, nhất là huyết áp liên tục tăng cao rất dễ bị đột quỵ với những người đã bước sang tuổi 69 như ông. Một máy bay ngoại giao do chính phủ Trung Quốc quản lý đã được điều đến Campuchia để phục vụ ông và quốc vương Campuchia đến Trung Quốc chữa bệnh bất kể khi nào. Những nhà lãnh đạo Bắc Kinh rất lo lắng cho ông trong thời điểm nhạy cảm này. Ông không được minh mẫn mà nói ra mối quan hệ bóng tối. Đêm hôm với mình thì bao công lao gây dựng cho Campuchia là một tiền đồn quân sự ở Đông Nam Á sẽ như muối bọ xuống biển, cánh buồn sang ao. Đêm qua, ba tàu quân sự có công suất lớn của Trung Quốc đã cập cảng trìm của Campuchia, đây là khu vực Trung Quốc có toàn quyền đóng quân vì Campuchia cấp phép cho Hải quân Trung Quốc được đóng quân tại Trinh ở Vịnh Thái Lan này trong 30 năm. Sau thời gian này, thỏa thuận sẽ được gia hạn cứ mỗi 10 năm, đồng nghĩa với việc Trung Quốc có quyền sử dụng mãi mãi vì cứ 10 năm Campuchia lại phải gia hạn một lần. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 6 tháng 4, các xe tải quân sự đã được lệnh đưa khoảng 5.000 quân lính Trung Quốc đến các khu vực quân sự do Trung Quốc xây dựng và kiểm soát. Nhiều kiện hàng phù bạt màu xanh cũng được chở đi cùng. Một nguồn tin sinh cho biết bên trong các kiện hàng đó chủ yếu là áo sắp chống đạn và quần áo bảo hộ, đạn hơi cay dùng trong việc đàn áp. Giải tán biểu tình đây có thể là những động thái đưa quân vào thủ đô Nông Bình để bảo vệ Thủ tướng Hun Sen nếu các đảng đối lập kêu gọi người dân biểu tình trên toàn quốc. Cái mà Bắc Kinh quan tâm là sự an toàn cho Thủ tướng Hun Sen, vì ông tuyệt đối trung thành và sẵn sàng để Campuchia làm chư hầu cho Trung Quốc vô điều kiện. Nếu thiếu ông chắc chắn Trung Quốc không thể tìm được ra một người lãnh đạo quốc gia Campuchia ngoan ngoãn vương lời được như ông. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, việc đầu tiên họ phải học thuộc là thuộc lòng binh pháp tôn tử. Đây là quyển sách chỉ dành cho các nhà lãnh đạo có nhiều mưu kế. Mỗi khi bên trong đại lục có biến thì Bắc Kinh sẽ tìm cách để ngọn lửa đó ra bên ngoài gánh chịu thay bên trong. Gọi là mượn gió bẹ măng, một mặt Bắc Kinh đưa tàu chiến trang thiết bị cúng quân lình tiến vào thủ đô Đông Bình, bảo vệ Thủ tướng Hun Một mặt ngoài biển Đông Bắc Kinh cho tàu chiến đâm hút chìm hai tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi với ý đồ thâm độc. Để mọi người tập trung vào tin đó mà không để ý đến việc lớn là Trung Quốc đưa quân tiến vào thủ đô Đông Bình bảo vệ Thủ tướng Hun Sen bằng bất kể giá nào. Chiều nay ngày 6 tháng 4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định được hai tàu chiến Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu, ngăn cản việc cứu hộ 5 ngư dân trên tàu đánh cá quy ngờ 90497 TS chiếu qua tại vùng biển Hoàng Sa. Tránh văn phòng Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Quảng Ngãi võ quốc hùng trong báo cáo gửi các cơ quan chức năng và bộ ngành khẳng định. Qua xác minh đã xác định hai tàu chiến Trung Quốc dấu hiệu 46102 và 56103 cố tình ngăn cản, trong chìm tàu cá quy ngờ 90497 TS chiều ngày 6 tháng 4. Tàu bộ đội biên phòng Quảng Ngãi tàu đánh cá quy ngờ 90497 TS do ông Võ Văn Lựu, sinh năm 1966 làm chủ kiêm thuyền trưởng đi cùng 5 ngư dân. Tàu đánh cá thứ hai là quy ngờ 95001 TS do ông Huỳnh Văn Khanh, sinh năm 1985 làm chủ kiêm thuyền trưởng đi cùng 12 ngư dân xuất khởi trạm. Ngày 10 tháng 3, Hai tàu cá Quy ngờ 90497TS và Quy ngờ 95001TS đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cả hai tàu xuất biến và đang đánh bắt tại khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam. Khi cả hai tàu Quy ngờ 95001 và tàu Quy ngờ 90497 đang đánh bắt tại tọa độ 16,06 vĩ độ Bắc 113,06 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển Hoàng Sa thì bị hai cano Trung Quốc chưa rõ dấu hiệu truy đuổi. Ngay sau đó, cả hai tàu bị hai tàu chiến Trung Quốc số hiệu 46102 và 56103 tiếp tục xuất hiện và truy đuổi. Đến khoảng 11 giờ thì tàu quy ngờ 90497 của ông Lưu bị tàu chiến Trung Quốc đâm chìm, khiến năm ngư dân văng xuống biển. Nhận được thông tin cấp cứu khẩn cấp từ tàu ông Lưu, tàu quy ngờ 95001 do ông Khanh quyết định chạy tới ứng cứu năm ngư dân đang bơi dưới biển sau khi tàu bị đâm chìm nhưng bị các tàu Trung Quốc ngăn cản truy đuổi. Đến 15 giờ 20 phút Tàu cá Quy ngờ của ông Khanh mới tiếp cận và vớt được 5 ngư dân của tàu Quy ngờ 90497 lên thuyền. Hiện các cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang báo cáo vụ việc lên các cơ quan chức năng của Trung ương để can thiệp xử lý. Thông qua con đường ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc im lặng như thường lệ, mỗi khi tàu chiến Trung Quốc tông chìm tàu đánh cá của các ngư dân Việt Nam. Chiều nay truyền thông Trung Quốc liên tục cho phát sóng vụ việc tàu đánh Việt Nam bị chìm, Nguyên nhân do cố tình ngăn cản tàu khu trục đang di chuyển của Trung Quốc, các tàu đánh cá của Việt Nam đi vào vùng biển của Trung Quốc. Sau nhiều lần các tàu chấp pháp của Trung Quốc đã phát loa, phun vào rồng xua đuổi nhưng bị các tàu đánh cá Việt Nam ngăn cản, nên đã pha vào tàu khu trục mang số hiệu 46102 và 56103 của Trung Quốc. Sau khi bị vỡ và chìm xuống biển, các ngư dân Việt Nam đánh bắt cá bất hợp pháp đã được các tàu chiến này cứu giúp để bàn giao cho chính quyền Việt Nam xử lý theo pháp luật nhưng trong thực tế cảnh sát biển Việt Nam tiến vào khu vực hai chiếc tàu bị chìm để cứu các ngư dân đang bơi nổi trên mặt biển đã bị các tàu đánh cá và tàu chiến của Trung Quốc cản trở bằng cách không cho tiếp cận để cứu các ngư dân mục đích của Trung Quốc cố tình để họ gặp nguy hiểm hoặc bị thiệt mạng chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các tàu vận tải quân sự đang tiến đến Campuchia Thủ tướng Hussein đã chất quyết tâm thực hiện mật ước Bắc Kinh càng sớm càng tốt bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức